Hiện nay một số miền quê Việt Nam đang đối diện với tình trạng người nông dân không còn thiết tha với việc trồng lúa. Nhiều người đã bỏ đồng ruộng, chuyển sang làm nghề khác hoặc lên thành phố tìm việc. Liệu Tám Tàng và Tư Khịa có thành công không khi họ chọn việc buôn bán kinh doanh? Cái thành phố xe cộ ghê quá mày. Thôi anh đi trong đi. Đi trong đi. Không đi thì ông sẽ đụng ông vợ đó. Cái gì đâu, cái gì? Đấy. Sao khảo vậy sao? Cổ ghê, nói đồn có mấy tôi bị là tôi ông á. Ê, nó nghe nè. Vậy? Cái thùng này nè. Ê, thùng này nè. Ê, em chỉ con ta như vậy? Bậy, cái thùng này á. Tôi mà có tiền tôi mua tôi đựng lăng quăng trong cái lì thi ăn à. Trời ơi khùng quá, đồ của ta chỉ chạy tôi quánh 5 giờ nè. Cái thùng của ai mà đựng nước mưa nuôi lăng quăng? Ê! Anh thấy gì không? Cái gì? Trời ơi, vậy mà không thấy gì hết trơn hả? Vậy đâu xe không thấy gì? Đó! Quăng nước đó. Quăng nước chi? Vô uống cho chi? Trời ơi, thằng nước quăng mới nhớ quên. Đó, bây giờ tao thấy thằng bạn tao á, nó về thành phố, nó bán cá chiên chiên mà nó lời một tháng được 1 triệu mấy, 2 triệu đó mày. Tôi với anh sợ bán không được rồi, cái anh ăn riết được cục vốn tao luôn á. Cục vốn gì thì cái 10 triệu á của mày từ từ làm ra chứ giờ phải tính gì làm chung lại để 10 triệu trong mình hoài. Thấy không? Từ từ tính. Dạ chào hai anh. Gì? Xin phép cho em ngồi. À. Dạ, em xin tự giới thiệu với hai anh. Em họ Lã tên Truy Nịnh. Công ty của em là công ty chuyên về cung cấp phân bón. À, vô cho hai này chi. Ờ đưa này gì? Tôi cũng đâu có nhu cầu vụ này. Dạ không. Công ty của em là công ty hợp tác với nước ngoài. 4 mặt tiền nằm ngay thành phố trung tâm quận nhất. Hai anh cứ yên tâm đi. Lấy phân bón của công ty em chỉ cần bỏ vốn 5-6 triệu thôi. Hai anh sẽ được tri ân lên tới hàng trăm triệu đồng. Chà, không có tự nhiên cái có 5-6 triệu mà lòi ra 200-300 triệu cái vụ này cái bởi hơi hy hữu à. Tin được không Tám? Thôi tao sợ rồi, tao bị cái tao sợ rồi, do mày đó, tiền của mày em giải quyết đi. Anh á, anh bị lừa rồi, tại mặt anh ngu quá. Mặt anh tối quá, Tết này quyết vô đi đi. Cái mặt của tôi á, nó thông thái á, tôi nhìn bằng nhãn quan tôi biết liền. Nè, mang cái giày bóng lưỡng kìa, thấy chưa? Thấy chưa? Bỏ áo vô quần, thắt dây nịt trên cổ luôn kìa, thấy chưa? Đó, cái này không phải hiền đâu nha. Mấy người mà thắt dây nịt trên cổ là mấy người đó có tiền mà thắt được cái đó. Đúng rồi, bây giờ nè, theo cặp mắt của em, ông này tin được. Bây giờ anh hỏi thêm mấy câu nữa coi sao. Bây giờ vậy nè, cậu cho hỏi thăm coi. Cái này mà phân bón thì tụi tôi nói thật lòng, tôi cũng không giấu, hàng tôi ở dưới quê mới lên. Nhưng mà tôi cũng không có tính làm cái này phân bón. Nhưng mà nghe cậu nói thì từ 5-7 triệu mà lầu đến tới 200-300 triệu thì thật sự hai thằng tôi nghe cũng khoai. Nhưng mà cậu có thể chỉ dẫn cho kỹ coi lý do gì từ 5 triệu lầu tới 200-300 triệu đó nghe coi. Hai anh chỉ cần giới thiệu cho bà con nông dân mua càng nhiều thì mức quê hồng của hai anh càng cao. Thú thật với hai anh, em từ một nhân viên quèn chỉ trong vòng 1 tháng em đã lên tới trưởng phòng và em đã giúp cho rất nhiều người như hai anh từ bàn tay trắng mà bây giờ họ đã có nhà lầu, xe hơi, tiền tỷ. Ý nghĩa là cậu nói là dù mà tôi giới thiệu cả xóm cả làng mua càng nhiều thì quê hồng nó càng cao. Dạ đúng. Ở quê mình quen nhiều mà anh. Trời ơi, cả xóm mình cả ngàn người với mày. Bây giờ coi như tao nói cũng thuyết phục quá. Nghe cũng mang đã lỗ tai quá. Nhưng mà tiền của mày đó, tao không biết là mày suy nghĩ sao, là vô quyết định đó mày đi. Đừng đắn đo, đừng suy nghĩ gì nữa. Cơ hội làm giàu chỉ có một mà thôi. Do mày, mày giải quyết đi tiền của mày. Tha là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Tha để bỏ đi hết, ta làm lại lâu lâu. Tư Khịa, mày giờ quyết định sao đây? Lấy phần của cậu. Lấy phần bón của công ty cậu. Yeah.